40 nhé, thì chúng ta sẽ có là FES2 này. Không phải 04 này. CuFES2 là amon. Và CU2S là 0,015 đúng không? Cộng với H2O3. Sản phẩm thì đề bài người ta cho luôn, đấy, dễ là một chỗ đấy. H2O3 vừa đủ thì thu được dung dịch chỉ chứa hai muối sunfat. X chỉ chứa hai muối sunfat thì chắc chắn nó sẽ là muối của sắt và đồng đấy. Sắt thì nó sẽ là sắt ba. Hai bốn ba này. Còn đồng thì nó sẽ là đồng Cu4. Và cộng với cả khí thì người ta cho NO đấy, kệ thôi. Sản phẩm của lại nữa là biết đấy, biết sao. Bài này chúng ta chỉ áp dụng bằng phẩm nguyên tố là ra thôi. Sản phẩm chúng ta luận theo đề bài nhé, nhớ nhé, bài này sản phẩm chúng ta cho sẵn luận theo đề bài. Đó, thì bây giờ em áp dụng bảo toàn nguyên tố cho thầy thôi. Bạn là sắt. Nó sẽ có là M của 0,04. 1. 0,04 nhân 1 sắt này. 3 nhân 1 sắt này. Nó giải luôn hệ ba phương trình được, thực ra cái này bấm một phương trình được của bạn cũng được, đỡ phải thế bằng n này 2 4 3 rồi đặt luôn bc thì số giữ nguyên, đặt luôn bc cho dễ nhất nhé, thì chỗ này nó sẽ là b nhân 2 b nhân 2 sắt là một phần sắt và tiết đồng. Nó nhớ là Cu thì là 0,4, cái này không có Cu thôi này. Cái này có một Cu này, 2 nhân 1. Đúng là 0,15 nhân 2. Bằng C đúng không? C nhân 1. Đây chỉ có đồng chỉ có 2 thôi. Cuối cùng là bảo toàn cái gì? 0,4 này, nhân 2, 2 nhân 2 này. 0,15 nhân 1. 0,014 này nhân 2 lưu huỳnh này. 3 nhân với 2 lưu huỳnh này. 0,15 nhân 1 lưu huỳnh này. Cái này thì bằng là B nhân 3. C nhân 1. B nhân 3 cộng C nhân 1. Thế là xong. Đấy, thế thôi. Cái này thì nó đơn giản thế thôi. Thế là triển khai được không? Thế thì bây giờ cho em làm nốt đi nhé. Bây giờ chúng ta làm nốt đề này đi, có câu nào cần thầy hướng dẫn thêm thì thầy sẽ hướng dẫn thêm nhé, được chưa? Có bạn nào cần phải